Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2017 được xem là mốc thời gian đáng nhớ đối với thương hiệu giày Việt Beatis. Bởi vì sau gần 2 thập kỷ, lần đầu tiên thương hiệu Beatis mới lại được người tiêu dùng Việt Nam nhắc tới nhiều đến như vậy. Việc cho ra mắt dòng sản phẩm Beatis Hunter cùng với chiến dịch truyền thông hoàn toàn khác biệt và đột phá được xem như cuộc cách mạng thay máu của thương hiệu sản phẩm giày nâng niu bàn chân Việt. Vậy ngay sau đây, hãy cùng Trường Doanh nhân HBR tìm hiểu kỹ hơn qua bài học Chiến lược Marketing, Beatis thắng lớn nhờ chiêu bài viral khôn khéo. Câu chuyện của Beatis, phần chìm của tảng băng nổi. Ra đời vào năm 1982, tiền thân của Beatis là hai tổ hợp sản xuất Bình Tiên và Vạn Thành tại đường Bình Tiên, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, với 20 công nhân chuyên sản xuất các loại dép cao su đơn giản. Đến năm 1986, hai tổ hợp này sát nhập thành Hợp tác xã Cao su Bình Tiên, chuyên sản xuất giày dép chất lượng cao, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Đông Âu và Tây Âu. Cái tên Beatis là viết tắt của cái tên Bình Tiên này. Năm 1980, châu Âu sụp đổ, mất thị trường chính. Nội địa gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ giày dép xốp Thái Lan, Trung Quốc, làm bằng chất liệu mới, đẹp, nhẹ và tiện lợi hơn là dép cao su của Việt Nam. Trước tình hình đó, hai vợ chồng là chủ tịch hội đồng quản trị của Beatis sang Đài Loan tìm cơ hội mới và nhận thấy rằng dép xốp làm bằng hạt nhựa EVA có thể cạnh tranh trực tiếp với dép xốp đang thịnh hành trong nước. Hai vợ chồng ông quyết định tìm hiểu về công nghệ EVA và mua dây chuyền sản xuất mang về Việt Nam. Khi mới bước vào thị trường Trung Quốc, công việc đầu tiên ông Thành làm đó là đăng ký ngay và bảo hộ thương hiệu. Đây là điều mà các nhãn hiệu như là cà phê Trung Nguyên của Việt Nam không làm được và gặp rất nhiều khủng hoảng thương hiệu trong giai đoạn này. Với chính sách một giá, phủ rộng phân phối và quảng cáo thương hiệu, để người tiêu dùng yên tâm không phải lo trả giá, mua hớ, mua nhầm. Với thị trường rộng lớn, Beatis tổ chức hệ thống phân phối chân dép từ tổng đại lý đến đại lý kinh doanh để phủ dày và hiện diện khắp nơi từ Vân Nam, Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông đến cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Tập quán của người dân Trung Quốc là thích đi lại, thích tụ họp tại những nơi đông người như là triển lãm, hội chợ. Bên cạnh đó, quảng cáo báo chí tuy chi phí cao nhưng lại hiệu quả không bằng, nên Beatis chọn con đường hội chợ để quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Từ năm 1990, Beatis được coi là biểu tượng thời trang của thế hệ 7X và 8X có điều kiện tại Việt Nam. Beatis được biết đến là một sản phẩm siêu bền. Hiện, Beatis đang là một trong những doanh nghiệp da giày hàng đầu Việt Nam, chiếm 15% thị trường trong nước với doanh thu nội địa là 1.000 tỷ vào năm 2012. Tốc độ tăng trưởng của thị trường nội địa theo Beatis chia sẻ đạt mức 20% một năm. Nhưng trên thực tế, theo số liệu từ Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam cho thấy, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu giày dép, túi sách của Việt Nam đạt 14,95 tỷ USD, nhưng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI chiếm tới 78,6%, còn doanh nghiệp nội chỉ chiếm hơn 21%. Những con số thống kê đó cho thấy, doanh nghiệp nội đang bị mất thị phần và bị yếu thế trong sân chơi của thị trường giày dép Việt, nơi mà thương hiệu ngoại được ưa chuộng và xuất hiện khắp các kệ, cửa hàng, đại lý giày trên cả nước. Doanh thu và lợi nhuận đều đang đi xuống. Vậy, tương lai nào cho Beatis? Quả không ngoài dự tính, vào năm 2000, thời điểm của cạnh tranh mở cửa, các nhãn hiệu giày đình đám thế giới như Nike, Adidas thâm nhập vào thị trường Việt Nam gây sức ép lớn về thị phần cho Beatis. Với những hạn chế về mẫu mã ít, các vấn đề về mùi hôi chân kèm với tâm lý xính ngoại của người Việt và xu hướng theo trend chuộng sneaker, chán sandal của giới trẻ đã làm cho Beatis hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến với các nhãn hiệu quốc tế. Thị phần mất, kinh doanh vô cùng khó khăn, làm cho Beatis bước vào giai đoạn suy thoái trầm trọng. Beatis cần phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Và chiến lược marketing thay máu thương hiệu Beatis đã chính thức bắt đầu. Khi Beatis dội bom vào thị trường, tạo được tiếng vang, người ta thường lấy Bphone ra để so sánh. Cũng là thương hiệu Việt, cũng có thông điệp truyền thông người Việt dùng hàng Việt. Nhưng khi Beatis đang gặt hái thành công thì Bphone lại thất bại thảm hại. Thậm chí người ta còn không thấy thương hiệu này xuất hiện trên thị trường. Câu chuyện về Beatis trong những ngày đó làm chúng ta nhớ đến cách mà ngày xưa Nike đã làm nên những chiến lược. Và câu chuyện đó là vào thập niên 70, Nike là biểu tượng thương hiệu của dòng giày chạy bộ.
Với lợi thế thuê gia công giá rẻ, doanh thu của Nike tăng mạnh từ 28,7 triệu đô vào năm 1943 lên 867 triệu đô vào năm 1983. Thị trường giày chạy bộ bão hòa, doanh thu giảm sút. Vào năm 1984, doanh thu của Nike chỉ còn chưa đến 1 triệu USD và chỉ sau một năm, doanh thu giảm đến 867 lần. Và vào quý một năm đó, hãng ghi nhận khoản thua lỗ đầu tiên. Và quyết định để đời của Nike đó là để thúc đẩy doanh số trở lại của công ty, người sáng lập ra Nike, Phil Knight đã quyết định ký hợp đồng với một cầu thủ có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Điều đặc biệt ở đây là Nike không chỉ muốn quảng bá một sản phẩm hay một mẫu giày mới, mà hãng muốn tạo ra cả một thần tượng với thành tích, tính cách cũng giống như phong cách thời trang gắn liền với Nike. Nike đã chọn Michael Jordan trở thành đại sứ thương hiệu của mình và Nike hoàn toàn đúng đắn khi Michael Jordan thực sự bùng nổ vào mùa giải 1984-1985 và khiến doanh số của hãng bật tăng mạnh. Kết thúc năm 1984, doanh thu của Nike đạt 900 triệu USD. Đến năm 1997, khi Jordan nhận danh hiệu vô địch thứ 5 trong sự nghiệp bóng rổ nhà nghề của mình, doanh thu của Nike đã cán mốc 9,19 tỷ USD. Vậy, có sự tương đồng nào giữa Nike và Beatrice Hunter hay không? Trên thực tế, Beatrice Hunter đã học từ Nike cách thay đổi cốt lõi định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Và đây cũng là điểm then chốt xuyên suốt chiến dịch truyền thông của Beatrice. Sản phẩm Beatrice Hunter không chỉ được định vị bằng tính năng như cách mà trước đây Beatrice vẫn làm theo, gieo vào đầu khách hàng một sản phẩm thuần Việt, bền, chắc chắn, mà nó còn được gắn với một thực tế sống, có cảm xúc, đó chính là thần tượng của giới trẻ, Sơn Tùng MTP. Nhưng khác với cách mà Nike làm là gắn toàn bộ thương hiệu với thần tượng, Beatrice chỉ áp dụng duy nhất cho dòng sản phẩm mới Beatrice Hunter. Liệu đây có trở thành trở ngại trong những bước đi tiếp theo? Để có thể hiểu rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 Chiến lược marketing của Beatrice được thực thi như thế nào? Nếu giả sử tất cả các động thái hiện nay trên thị trường mà chúng tôi thu thập được đều xuất phát từ đội ngũ truyền thông của Beatrice, thì Beatrice đã áp dụng công thức truyền thông AIDA cho chiến lược của mình một cách rất bài bản và có thể nói là khá hấp dẫn. Ở bước đầu tiên là gây sự chú ý. Chiến lược truyền thông của Beatrice nhắm vào việc quảng bá, gây chú ý thương hiệu, sản phẩm mới với mục tiêu người người, nhà nhà biết đến và nói về Beatrice Hunter. Để thực hiện mục tiêu này, Beatrice đã lựa chọn viral video là MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP và MV Đi Để Trở Về của Sobin Hoàn Sơn, chính là những video đang gây sốc cộng đồng mạng những ngày gần đây. Đặc biệt, với sự lan tỏa của MV Lạc Trôi, hơn 17 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày đăng tải, có thể khẳng định rằng Beatrice đã thành công với chiến lược đầu tiên này. Bước 2. Gây thích thú đối với thương hiệu, sản phẩm. Beatrice rất thông minh khi sử dụng kênh KOL để truyền thông cho chiến lược tiếp theo, kích thích sự yêu thích, yêu mến của khán giả đối với sản phẩm. Với đặc điểm tập khách hàng tiềm năng là các bạn trẻ, qua kênh KOL, các ngôi sao, thần tượng hot trên mạng, Beatrice đã educate được thị trường, tạo thành một trào lưu đi giày mới. Bước 3. Kích thích, mong muốn, nhu cầu của khách hàng. Đầu tiên chỉ là các bài PR ngầm, đánh vào lòng yêu nước. Ví dụ như là xuất khẩu da giày lọt top đầu thế giới, nhưng người Việt đang ngày càng ít đi giày Việt. Sắp tới đây, hệ thống Metrocast và Kerry và Bixi đã hoàn toàn thuộc về các tập đoàn bán lẻ Thái Lan, thì viễn cảnh người Việt đi giày Thái là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tiếp đó chính là hàng loạt các bài PR trực diện nhắm trực tiếp vào sản phẩm, đăng tải trên những site báo lan truyền xu hướng làm đẹp của giới trẻ, điển hình như là kênh 14. Và bây giờ sẽ là bước cuối cùng của chiến lược marketing của Beatrice, đó là tạo action, kích thích khách hàng phát sinh hành động đối với sản phẩm. Để kích thích hành động cho những khách hàng còn đang băn khoăn với quyết định mua Beatrice Hunter, thương hiệu này đã tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá. Chiến lược ngày càng trở nên thành công hơn khi Beatrice kết hợp với các website thương mại điện tử cùng các mã giảm giá trong khung giờ nhất định. Và đây có thể coi là một cú lội ngược dòng ngoạn mục của Beatrice và mọi con mắt đều dõi theo mong chờ sự bật dậy của một thương hiệu Việt. Có thể nói, thương hiệu nâng niu bàn chân Việt đã tạo được tiếng vang lớn trong thị trường, đánh dấu bước chuyển mình của doanh số cũng như định vị trong tâm trí khách hàng. Chỉ cần gõ keyword Beatrice Hunter, Google sẽ trả về hàng nghìn kết quả chỉ trong một thời gian ngắn.
và keyword này luôn xuất hiện cùng với hình ảnh của chàng ca sĩ tài năng vẫn được nhiều người mến mộ, Sơn Tùng MTP. Một chàng ca sĩ mà sẽ truyền cảm xúc, truyền lửa vào trong chính sản phẩm của BTS. Vừa rồi là những phân tích về các điểm nổi bật của chiến lược marketing giúp BTS thắng lớn nhờ chiêu bài viral khôn khéo. Hy vọng rằng nó sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức hữu ích để có thể xây dựng chiến lược marketing phát triển cho chính doanh nghiệp mình. Chúc quý vị và các bạn thành công! Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.